Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Ngày hôm nay cũng là nằm trong cái dịp năm mới thì Oanh xin phép thay mặt đội ngũ của siêu thị cây giống Willow Farm gửi một lời chúc tốt lành đến quý bà con của chúng ta. Chúc quý bà con chúng ta năm mới luôn luôn hạnh phúc, phát tài, bình an mọi sự và đặc biệt là mọi sự hạnh thông, làm đâu thắng đó nha bà con nha. Thì ngày hôm nay thì Oanh cũng trong cái chuyên mục chia sẻ quý bà con chúng ta và giải đáp những cái thắc mắc của quý bà con chúng ta liên quan tới những cái loại cây giống kinh tế mới để chúng ta chuẩn bị cho mùa vụ năm 2022. Thì Oanh đang ngồi kế một cái trái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm bà con nhé. Mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, cái loại mà bên Oanh đang làm là cái loại có trái lớn, có trái sớm, rất nhanh co trái, tầm khoảng 14 đến 16 tháng là sẽ cho trái thôi bà con nè. Nên nếu bà con chúng ta thích những cái loại có trái sớm như thế này và đặc biệt giá trị kinh tế rất là cao thì hãy liên hệ với siêu thị cây giống Willow Farm. Chứ cái hiện tại bây giờ là cái mít cây giống mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm bên ngoài đang rất là nhiêu khê, rất là nhiều nha bà con nha. Thôi chúng ta cũng vừa nói vừa làm đi. Hôm qua là Oanh cũng có lên trên cái live stream đó thì Oanh cũng có mổ xẻ đủ thứ các kiểu làm cho cái trái mít chúng ta không còn đẹp nữa. Thì Oanh xin phép là Oanh cắt cái cùi mít nó Oanh bỏ đi nha. Rồi bây giờ đây là một cái trái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm thì bà con chúng ta có thể nhìn xung quanh là cái trái này thì nó khoảng 10 mấy ký á. Khoảng 12-13 ký bà con nha. Và hôm nay thì Oanh sẽ test cho quý bà con chúng ta xem cái chất lượng cơm, rồi xem cái độ dày của muối cũng như độ ráo của muối. Rồi bây giờ Oanh xin phép là cắt làm hai ha. Cắt làm hai, ta nói là mít ăn đít gì? Mít ăn đầu mặn gì? Cái gì Trương? Mít ăn cầu, ăn đầu mặn cầu ăn hết. Rồi, đây là mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm mà con đang nhìn trên màn hình làm mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, loại có trái lớn, có trái sai. Canh giùm em để tách ra giùm em để em coi em canh cái đường cho nó dính nha. Sáng nay cô Loan cũng làm cho ly cà phê bà con. Uống tới giờ như nó bị say ke sao á, cầm nó rung. Năm mùa vụ năm mới á bà con, chúng ta khi mà chúng ta trồng cái gì á là chúng ta phải là kiểm tra cho nó kỹ. Chứ mà chúng ta cứ mà nghe theo người này người kia là bà con chúng ta nhiều khi không thắng nha. Thì đây là mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm, bà con thấy là nó đỏ ao luôn nè ha. Đó. Và cái muối của nó là rất là nhiều, tỷ lệ thụ phấn ở bên trong rất là đều nên bà con thấy sơ khá là ít. Cái bây giờ là mới cắt ra thì nó chưa có đỏ lắm, nhưng mà con chút xíu nữa nó sẽ lên cái màu đỏ cam rất là đẹp nha. Thì trong thời gian chúng ta chờ nó lọt gió vào thì Oanh cũng tách thử một cái muối như thế này, chúng ta ăn thử cái nè, thèm quá. Ngọt quá trời ngọt bà con ơi. Oanh cũng lấy cái bao này chúng ta cho nó bớt ngủ đi ha. Min nằm chờ, tạm thời mình để lau này luôn đi ha. Cái loại này nó nhiễu chút ngủ à em. Ừ thì nó ráo vậy thôi, nó nhiễu xíu vậy ha. Trời quá trời ngon luôn nha bà con, ngon dữ lắm, ngon à. Đó bà con thấy nè, thứ nhất là cái muối nó rất là dày nha. Muối bóng lượng cái quả bóng ráo ngọt quá. Quanh ăn thèm để Quanh ăn cái quay Quanh chia sẻ với bà con chúng ta nha. Cái này là cái sơ nha. Cắt làm hai ha. Cắt làm hai luôn. Cắt làm hai để bóc muối ra cho bà con chúng ta thấy. Đây Quanh xíu, đây là Quanh có chuẩn bị sẵn một cái mít thái nè. Chút xíu nữa Quanh sẽ so hai cái mít thái với nhau cho quý bà con chúng ta xem. Cái trái ở dưới là mít thái nha. Để đây rồi, nó làm cái bụp xong luôn. Mình chỉ là một cô gái bán mít thôi bà con ha. Ngon lành cành đào, ui biết dính mũ đây, cây sầu riêng có xào hồng nữa. Rồi bây giờ chúng ta cắt nhỏ hơn xíu nữa. Bà con đang xem trên màn hình là mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nha bà con nha. Sao em? Gửi cái ỷ nhiệm chi, kêu chị Hằng gửi cái ỷ nhiệm chi qua Zalo cho chị. Lưu lấy cái điện thoại trên bàn không chị? Điện thoại Samsung.
Đó. Hôm nay ngày một Tây mà khách ghé rất là đông nha bà con. Tuy nhiên là cái trái mít này nó bị quá cái ngày cắt rồi, nên là phải cắt cho quý bà con chúng ta luôn. Chứ hôm nay thì khá là bận rộn. Rồi, nhờ anh Trương bâu lại xíu cho em kiểm tra cái tin. Đây nãy giờ là Quanh cũng đã cắt cái cùi xong rồi bà con. Bây giờ là Quanh sẽ bóc cái muối ra để Quanh để trên cái dĩa cho quý bà con chúng ta thấy là nó đỏ tới mức độ nào nha. Đó, bây giờ hiện tại bây giờ cái mít này á, là Quanh hôm qua Quanh có thấy là một cái người chị của Quanh bán á, trên cái trang cửa hàng trái cây sạch của chị ấy, là chị ấy bán là xẻ miếng như vậy nè, là 120.000 ký. Còn nếu mà bóc muối như Quanh đang bóc ha, là nó sẽ rơi vào tầm khoảng đó là chị bán 220. Nếu mà xẻ miếng cắt cùi như vậy á, thì là 120. Còn nếu mà bà con á, là mua mà tách muối như Quanh đang làm á, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng đó là nãy Quanh nói 220 ngàn. Và hiện tại bây giờ cái loại mít này đang được thu mua để xuất khẩu nha bà con. Đây là cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm. Nhưng mà cái này thì Quanh thấy là hình như là nhà vườn gửi lên cho Quanh đó là cắt còn chưa có đủ tuổi. Thằng này chắc có cỡ 6 tuổi rưỡi, 7 tuổi thôi. Nên thành ra cái màu đỏ Quanh cũng chưa có ưng lắm nha. Quanh cũng khá là khắt khe trong quá trình khi mà làm cái trái. Nên là thường các nhà thương mại họ thích làm việc với bên Quanh là như vậy á. Là gì rất là khắt khe. Chẳng hạn như cái độ kali, rồi cái tuổi già mới cắt, rồi vân vân. Có rất là nhiều các cái yếu tố nó liên quan. Thì Quanh mới cho cắt nha. Ăn vô nó ngọt nha mà con ăn. Ngọt, nó giòn, nó dẻo. Vừa giòn vừa dẻo. Ăn cái sơ cũng quá cháy luôn. Nè, cho anh Trương muối nè. Từ nãy ngồi thèm. Không Tội có nghiệp. mít lòng không ấy Không nghe là không. Tại mỗi lần ông Trương ăn mua ăn mít là ông như ông bị ngay trong người giống vậy đó. Ông ăn bất chấp luôn, không ăn riết mà bụng ông bự chọc bá luôn bà con. Tại bà con biết sao không? Cái mít này nè, bà con ăn nó sẽ khác với cái vị của siêu sớm ở chỗ nào. Tức là ăn là nó sẽ có cái vị giòn, chứ nó không xốp nha. Siêu sớm bà con chúng ta ăn nó sẽ có cái vị xốp nha bà con nha. Chút xíu nữa Quanh sẽ làm cái video đó mà con chúng ta đăng ký kênh đi. Chút xíu nữa Quanh làm tiếp, tại vì nhiều khi làm một cái video nó dài quá bà con coi bà con ngán lắm. Rồi Quanh bóc một số muối cho quý bà con chúng ta xem được cái độ đỏ của nó nè. Nhiều khi mà để trong cái trái như vậy là chúng ta không có thấy được hết. Bóc ra là chúng ta thấy nó đỏ tươi, đỏ ao, nhìn thấy cưng gì đâu á. Và đặc biệt là cái thằng này á, là cho trái sai trái sớm nè, và rất là ráo muối nha bà con nha. Trái sai trái sớm và cực kỳ ráo muối luôn. Đúng là nó cắt chưa có đủ tuổi nè, chưa mít giờ đang hút quá mà, nên là cắt cho chị Quanh cũng không cắt đủ tuổi luôn. Cái mít này nó có mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm này nó có cái hay gì nè bà con. Tức là bà con chúng ta cây cái năm kinh tế của nó rất là sớm so với những cái loại mít khác. Ví dụ như mít Thái siêu sớm mà cái năm kinh tế của nó sẽ rơi vào khoảng năm thứ tư, năm thứ năm, thì thằng bạn này nó chỉ rơi vào tầm khoảng năm thứ ba. Năm kinh tế là sao? Năm kinh tế tức là cái năm đó là cây nó có đủ cái năng lực để mà có thể đeo trái được nhiều nhất. Thì cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nếu mà trái bói, cây bói mà khoảng 14 16 tháng mà con có thể để được 3 đến 5 trái. Còn nếu mà cái mà năm kinh tế của nó chắc Quanh nghĩ để là được 10 trái hơn á. Tại vì hôm trước cái vườn kia Quanh quay đó là bà con thấy là mặc dù bói mà do giá mít quá cao nên là người ta để tới tầm khoảng 8 trái. Để như vậy thì chắc chắn là sẽ suy cây, tại vì hàng bói mà bà con, cho dù là có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì rất là dễ bị suy ha. Nhưng mà so với cái số lượng trái bói mà có thể để thì mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nó đã có một cái sức đề kháng rất là tốt hơn rất nhiều so với những cái loại mít đang có trên thị trường rồi. Chẳng hạn so sánh cụ thể trực tiếp với mít Thái chẳng hạn thì là nó khỏe hơn so với thằng mít Thái rồi, đúng không ạ? Bà con thấy muối rất là dày ha. Muối rất là dày và rất là ráo tay, hoàn toàn là không có bị dính tay. Hay như mít nghệ rồi này kia của bên mình nó thật, chẳng hạn như mít ướt thì nó do nó dính tay bà con. Nên là khi mà chúng ta xuất khẩu chúng ta không xuất khẩu được. Còn đối với những cái bạn này thì bà con thấy là Quanh cầm lên nó rất là ráo tay nè. Khi bên trẻ cho quý bà con chúng ta xem nè. Nè, bên trong hoàn toàn ráo hết nè. Rất là ráo à. Và đặc biệt là cái muối rất là dày. Ăn cực kỳ ngon luôn, cái hột nhỏ nha. Nên là khi mà trường hợp mà chúng ta tách cơm để chúng ta xuất khẩu á, là chúng ta cái thằng này là có ký lắm nha. Ừ.
rất là giòn, rất là ngọt. Cái hậu ngọt chứ không có hậu chua như mít Thái nha bà con nha. Bà con nhìn cái muối đây nè, rất là dài ha, nhìn rất là dài và nó rất là dày muối đó. Bây giờ nó bắt đầu nó lên cái màu đỏ đẹp rồi cho bà con thấy rồi đó. Ngon quá. Lột hoài mà không thấy cái dĩa mít nó đầy vô quá. Cho, tại vì vừa lột vừa ăn á nên là khó đầy quá. Thì vừa quanh vừa lột cho bà con chúng ta xem, để ở trên cho bà con chúng ta dễ hình dung được cái màu đỏ của nó. Màu đỏ nó không phải đỏ như cái bàn bà con đang thấy nha, màu đỏ này là đỏ cam nha bà con nha. Chứ chúng ta nói là đỏ mà đỏ ao luôn nữa. Ủa sao hồi xưa cô quanh nó đỏ ao luôn mà sao giờ mít của tôi nó hơi mới hơn đỏ cam xíu, đỏ cà rốt. Thì quanh cũng chia sẻ rõ là cái thằng mít mà nó lên được cái đỏ, cái đỏ 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 thiệt là đỏ luôn thì chúng ta phải có quy trình chăm sóc cho nó giữ vô. À, theo cái quy trình kỹ thuật ở bên quanh đó bà con, thì bà con chúng ta sẽ đạt được cái chất lượng như vậy, và thậm chí là cái sơ của nó sẽ lên màu đỏ luôn đó. Thì bây giờ thì quanh tạm quanh làm bấy nhiêu cho quý bà con chúng ta xem đó. Bà con thấy nè, rất là đẹp ha, rất là ráo tay nha bà con. Cái này để bên ngoài tầm khoảng 5 ngày là không nhũng nha. Nên là đối với cái mít ruột đỏ khi mà chúng ta đi xuất khẩu á, là chúng nó sẽ được, thứ nhất á, là cái tỷ lệ thịt của nó so với tỷ lệ á, là hạt, rồi với tỷ lệ sơ và tỷ lệ vỏ thì nó rất là cao. Như tức là chúng ta khi mà chúng ta bóc ra thì rất là có ký, thứ nhất. Thứ hai là cái màu sắc nó rất là rực rỡ, nó đỏ như thế này nó sẽ giúp cho cái người khách hàng có một cái sự bắt mắt rất là tốt, bị thu hút rất là tốt. Và cái thứ ba là hiện tại bây giờ thị trường của mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm rất là rộng mở nha bà con nha. Chúng ta tiêu thụ trong nước được nè, chúng ta có thị trường xuất khẩu, mà thị trường xuất khẩu không phải là phụ thuộc vào cái thị trường Trung Quốc không, mà hiện tại bây giờ quanh thấy một vài đối tác bên quanh là đang đi châu Âu nè, đi Hàn Quốc nè, đó đi Hồng Kông nè. Thì nếu bà con chúng ta khi mà trồng mà chúng ta lưu ý vòng quanh là chúng ta phải kiểm soát được cái chất lượng của thương phẩm mình. Chẳng hạn như đỏ thì màu phải lên đỏ hơn này chút xíu nữa bằng cách là chúng ta đi quy trình hữu cơ và bổ sung kali. Cái thứ hai là chúng ta phải giúp cho cái trái của chúng ta đó lúc nào á, cái cây của chúng ta lúc nào cũng sung, và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giúp vòng quanh, để mà chúng ta đạt được những cái yêu cầu của cái nhà sản xuất nha, của cái nhà thương mại xuất khẩu nha bà con nha. Thì đây là mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm, đây là một trong những cái loại cây, nếu mà nói về mít nó là sẽ là top 1 loại cây kinh tế cao trong năm 2022. Thứ nhất là thị trường tiêu thụ rộng mở, thứ hai là giá bán rất là cao, cái thứ ba là rất là nhanh cho trái, rất dễ trồng, sức đề kháng tốt, đặc biệt là thằng này nó ít bị sơ đen nha bà con. Bà con chúng ta nhìn vào cái này nè, bà con chúng ta nhìn vào cái màu cuốn này nè, cái màu cuốn này là bà con thấy thường thường mít Thái đó, chẳng hạn như cái thằng mít Thái bên này, bà con thấy cái màu của mít Thái nè, là nó sẽ bị, nó rất là dễ bị nứt và nó thụt vô đúng không. Còn cái bạn này thì bạn vừa khít luôn, vừa khít ngang với lại cái mặt của cái trái mít luôn, cái màu nó nghe vừa khít ngang, nó không có bị nứt như thế này. Khi bị nứt bà con thấy cái điểm này là điểm rất là dễ nấm khuẩn nó tấn công vào nè. Còn thằng mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm là không có bị vấn đề này, nên đây là quanh thấy là một cái điểm cộng rất là lớn so với cái mít ruột, so với những cái loại mít đang có trên thị trường. Nên bà con chúng ta có thể tập trung vào cái loại mít ruột đỏ này giúp dùm quanh ha, để mà chúng ta phát triển một cái thị trường rất là mạnh. Bà con thấy hôm qua cắt ra để lọt gió vô lâu lâu là tự nhiên nó ra cái màu đỏ rất là đậm như thế này. Cái bạn này phải để chút xíu nữa nó lọt gió vô nhiều á, nó sẽ đậm hơn nha. Đó, bà con thấy nguyên một cái trái mít. Nặng lắm nha, nó nặng ruột nữa nha bà con nha, rất là nặng. Cái khúc này nhỏ vậy mà nặng cực kỳ luôn nha bà con. Nên là nếu mà ai chưa một lần nếm thử cái mít này, chúng ta cứ tự tin, tại vì bản thân quanh đã test ra rất là nhiều vườn và rất là nhiều nơi rồi, thì quanh thấy mít ruột đỏ Sơ Vàng Siêu Sớm là một trong những loại cây có giá trị kinh tế rất cao vào năm 2022 và rất là nhanh cho trái, nên bà con chúng ta hãy tập trung trồng dùm ha. Còn nếu quý bà con chúng ta còn lăn tăn hoặc thắc mắc điều gì thì hãy liên hệ với siêu thị cây giống Willow Farm thông qua số điện thoại hotline hiện trên màn hình để quanh có cơ hội được chia sẻ và hướng dẫn quý bà con chúng ta nhiều hơn, đồng hành cùng quý bà con chúng ta nhiều hơn. Hãy đăng ký kênh siêu thị cây giống Willow Farm bằng cách nhấn vào nút like hiện trên màn hình và nhấn vào cái chuông bên dưới vòng quanh luôn nha, để cùng quanh thực hiện nhiều video hữu ích hơn nữa bà con nhé. Mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm, cùng nông gia Hưng Thịnh xin phép được chào quý bà con và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.